Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay mình thứ bảy mình nghỉ mọi người, mình mới dọn dẹp chuồng trại xong, thì mới vừa bỏ cái giải lọc chuồng giữa nè, cho nó rộng rãi. Thì chim mình cũng bán bớt rồi, bây giờ mình gom gọn lại cho chuồng giữa mình để thức ăn nó trống trải, nó thoải mái, để khơi hàng chuồng giữa nó chật chội quá. Hồi xưa thì mình để hàng chuồng giữa, rồi sau cái dọn trống rồi cái đợt mà mình bắt chim về còn thiếu lồng á, mình để lại, giờ mình bán bớt rồi, mình về đây. Thì sáng nay dọn dẹp xong thì quay lại đàn chim của mình cho mọi người xem, rồi có mấy cặp mình chưa bán được á, mình quay luôn. Cặp này là cặp ưng ý của mình nè, đó thì ẩm nó lên cậu có trứng mọi người, còn trứng bên cậu mà sao ấp khoảng chắc trên 10 ngày, nói chung là thành con rồi đó. Thì tới chừng ngày nở mình vô coi là nó hư rồi, mình đặt ra thì có con luôn, nhưng mà nó giống chết giữa chừng á. Con này nó đang nuôi con là con Titan nè. Này thì hết gấu, chống máy diệm gấu mà thấy gấu cái đầu ra. Này bố mẹ thay gơ hết tự nuôi con luôn. Bữa hổm thì nuôi ra cặp nó nở được không biết mấy ngày, mà 5-6 ngày giống biết chết con, còn con rồi đang đẻ đang tự ấp nữa mọi người. Con này chắc còn chấm đen là cao quá. Nhà mình sẽ đưa ra hai cái combo cho mọi người mua cho mọi người. Một con này cũng đang tập ăn rồi nhưng mà chưa cứng đó. Nó nhanh gọn lẹ mọi người. Con này với cặp này chắc chắn là thay gơ luôn nè. Cặp thay gơ với con đen đó, ai mà bắt nhanh gọn thì mình bán 3 con 2 triệu nha mọi người. Còn con này thì nó lúc trước có anh tướng cho nè, đầu gấu ghê luôn, mà sao mình nhỏ cái nó hết cái lâu nó bị lại mọi người, kéo nó khẹt khẹt á. Nó sung ghê không, sung nó gù như trống vậy. Trên anh tướng đẻ hai đứa rồi nhưng mà sao cũng như kiểu như nó nín đẻ luôn. Con này chống kia đang để anh mở lép lên cái chống kỳ lân, hôm nay vẫn chưa bán được, đậu cũng gấu lắm mọi người, sung ghê luôn, tướng bự con đậu gấu. Người thấy ơi, trước đầu nó nhô ra thấy không đó, làm như cái la hán vậy đó. Giờ con đối với con tiger này, chống tiger này, con đó là kiện 20, con chống tiger là kiện 23. Cặp này thì hai con này mình bán 2 triệu luôn mọi người. Bảo mình kêu cái con kia, con kỳ lân kia không 2 triệu rồi, giờ mình bán về giờ chứ lẻ lẻ thì mình bán cho nhanh còn lẻ luôn. Hai con này 2 triệu. Hên Titan. Titan còi cọc. Bố mẹ nó bữa mình thiếu cho hỏng cho khoáng á. Nó mổ. Con vàng này nghi máy rồi. Còn cặp anh đó thì mình hứa tặng ông anh ở gần mình. Vàng tướng đảo mọi người. Còn mon nè. Mon máy này tướng cũng thấy ok đó mọi người. Giống thì không được tròn như con máy, còn máy tướng phủ lông chân luôn nha. Hẳn đẻ ăn, về mình đẻ ăn cặp mà ấp không có cột mọi người. Mà ở chỗ người ta thì đã còn lần rồi. Con máy thì kỳ 22, chống kỳ 22 luôn. Mọi người thấy con máy tướng tròn lùng tròn phải không? Chống thì hơi dài. Chống con máy thì không thấy chân luôn mọi người. Lòng phủ chân luôn.
Đây, cặp này mấy ký chống tướng bự cỡ máy luôn á, nhưng mà các bạn đang rưỡi à. Trống bao sung luôn, lên cột rồi nha mọi người. Cặp này ai mua thì mình cũng bán luôn nha. Còn cặp Tiger này máy hôm nay bệnh mà nhỏ lôi sát mà sao không hết mọi người. Thường ở mình nhỏ lôi sát là hết, hết cái trường hợp mà không hết lắm. Con này nhỏ hôm nay nhỏ quá trời luôn. Nhỏ này cả tuần lễ 10 ngày không hết con này, chắc khả năng là sống sót chắc là hiếm. Rất là ít. Cặp này chừng 20 thì cặp này mình mua lúc chung mua 5 triệu, mình lấy con cũng nhiều rồi. Mình lấy con ngay dư gấp mấy lần rồi. Thì chị không được thì thôi chứ sao giờ mọi người. Cặp này hình nắng vô cháo mình đang nuôi con Titan không thấy gì luôn, thấy đằng kia bóng đen đen thôi. Con này Jamon mẹ kinh này, con này 500 nha mọi người. Con này bữa con 18.500 á hay 9 lạng gì đó đó đó, đó. Bữa mình tiếp trước có nói mà giờ mình cũng quên rồi, nhớ không chính xác. Cặp này cũng mới đẻ lại mình cho chú Quốc. Ngoài mọi người thấy cái tướng đứng nè, làm như cái banh nó tròn do luôn một cục mọi người. Cho cặp vú này áp. Còn cái này áp cặp kinh vàng. Có trứng có kinh vàng. Ủa này trứng có kinh bông chứ. Kinh vàng hình như là có cầu trứng hay là hư luôn gì á. Bữa mình đội nhớ là hư một trứng, còn trứng có cầu gì á. Kinh vàng sẽ khó lấy con á mọi người. Cặp này mình ưng ý mình để lại chơi nè, chứ màu vàng màu đỏ thì nó vẫn rẻ hơn mấy màu kia, mà thấy tướng ok quá ưng ý mình để lại chơi mà khó lấy con quá. Kèn 21 mà lấy được một con duy nhất á, đa số là bị trục trặc, cầu yếu thì vú ấp thì xác thì hư nữa chừng, nói chung là bị trục trặc đủ thứ không. Con cặp này, cặp này là cái con máy này với con trống này mới ghép lại. Lên cầu rồi, trống này tướng cái máy tướng tròn, mọi người thấy tròn quay không. Ghép lại thì mình cho nãy vú ấp đó là lên cầu rồi, tướng tròn quay luôn. Mon kỳ lân này để lưới hai cũng không lên cầu, nên là kèn này không kèn, em mua lúc chim con là không kèn, mà em đẻ cổ dưới em đẻ một lứa đầu không lên cầu, giờ mình về mình đẻ lưới hai cũng không lên cầu luôn. Đó. Cặp này này là ra múc rổ ra đẹp, ra Tiger đẹp mọi người, tướng tròn đẹp lắm. Cặp này là bóng bự con nè, cặp này thả mình cân là con nào cũng 8 lạng á. Cặp này 2,5 triệu tầm hơn 3 tháng rồi mọi người, cũng lâu rồi đó. Bữa bị đậu có học đậu nhỏ một khách trả về đó. Bây giờ hết rồi, ai mua thì cứ nhắn tin cho mình. Giờ mình còn mấy cặp ta. Rồi dưới đây quên quay cho mọi người xem cặp này, cặp mà bữa mình bắt của khách về mà con máy Tiger cũng chống bị nén đầu á. Cho ta tự ấp tự nuôi luôn, giờ ra con nở được mấy ngày mà nay bị bệnh luôn rồi. Đó. Chống bị nén đầu. Con máy nè, máy chúng tướng tự do. Đó. Cặp này bữa bán mà khách không bắt nè. Thì chê nén này chắc chê nén đầu quá, mình dẫn ra con ok thì mình nuôi mình lấy con thôi mọi người. Ai mà anh em mà mới chơi hoặc là sinh viên hoặc là tiền ít á, muốn chơi Tiger thì bắt cặp này về chơi, nó nén đầu nhưng mà vẫn nuôi ra con tốt thì mình nuôi mình lấy con thôi, đâu khi mình quan trọng là cái con trống nó ra con là được rồi, lên cầu rồi.
rẻ thì về lấy mấy ra cái cặp con mình chơi là ok mọi người. Mua cặp con về, mua về đỡ ra cặp con mình bán là có thể gần gỡ vốn nữa. Nhưng mà ra đẹp thì gỡ vốn luôn, quê gỡ vốn bố mẹ luôn á, bán lấy cặp là lấy vốn nuôi được cặp bố mẹ. Đó là thôi nay quay tổng thể cái chuồng mới dọn lại cho người xem đó, với quay mấy con mà mình muốn bán đó. Người nếu thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.